và mình là Gấu đây, và rất vui được gặp lại các bạn trong Gấu ơi ăn gì. Là cái clip mà hôm bữa mình mới vừa đăng lên, các bạn nhớ clip ăn mì không? Các bạn nhớ cái clip ăn mì hôm bữa không? Mình đăng lên thì có rất nhiều bạn là hỏi thăm về clip này và rất yêu thích về cái cách nấu mì của mình. Lúc mà mình coi lại cái clip đó của mình thì mình đã thấy được cái quảng cáo này. Ace Cook ăn hảo hảo đón hè thiên đường tại Manhattan cùng Hoài Linh và Tóc Tiên, hoặc chúng iPhone XS Max chỉ vàng SJC tài khoản điện thoại. Nào tìm đêm thôi, ăn hảo hảo dạo đảo Maldives. Đó, và sau khi mà mình xem cái quảng cáo đó thì mình quyết định là sẽ làm lại một clip nấu mì nữa các bạn. Tô mì đúng chuẩn mực của Gấu to thì các bạn cần những gì? Đầu tiên đây là mì tôm chua cay, thì đương nhiên mì tôm chua cay là chúng ta phải có tôm rồi. Đây, xin giới thiệu các bạn, tôm mua tại siêu thị. Mình sẽ có mua thêm đó chính là một cái loại cá viên mà nhìn nó rất là hấp dẫn, bởi vì bên trong nó có mấy gì xanh xanh á. Và tiếp theo là thịt bò đó. Và đây, đây là cái thứ mà mình rất là tâm đắc của ngày hôm nay, đó chính là mấy con bạch tuộc của mình. Không biết hỏi nó có bị teo lại không, chứ nhìn nó mập mạp đúng không các bạn, nó u nu nà. Thì hồi xưa nhắc về tuổi thơ một xíu ha, đó là mặc dù bây giờ á là mình đã đi làm rồi các bạn, mình đi làm mình kiếm ra tiền, nhưng mà thật sự luôn các bạn, là với mình nha, cái này đây nó luôn đồng hành với mình và lúc nào nó cũng ở trong ngôi nhà của mình hết. Thông thường không biết ăn gì mình cũng ăn hảo hảo, tối đêm đến mình cũng ăn hảo hảo, sáng lâu lâu mình cũng ăn hảo hảo. Ở mì hảo hảo này còn rất là nhiều vị, nhưng mà bởi vì á là bản thân mình là một người thích chua chua ngọt ngọt, là kiểu cái vị tôm chua cay á, nên là mình ăn cái hảo hảo tôm chua cay này cũng rất là lâu rồi. Và hôm nay thì mình sẽ nấu chắc khoảng 5 gói, mình sẽ nấu 5 gói. Hôm bữa là mình nấu 10 gói. Sẽ có nhiều bạn hỏi mình là tại sao mà, thì nếu mà nấu 5 gói thôi thì các bạn thì anh mua 5 gói thôi, anh mua cái thùng làm gì, cũng có thể trúng thưởng được, ai biết trong đó 5 gói bạn may mắn bạn trúng thưởng đâu. Nhưng mình muốn tăng cái cơ hội trúng thưởng của mình lên các bạn, nên mình quyết định mua một thùng. Ra là mình không có kiến thức nấu ăn gì đâu các bạn. Mình chỉ là thấy mẹ mình làm sao thì mình bắt chước làm y hệt vậy thôi. Đầu tiên là chúng ta muốn luộc cái gì đó hay là muốn làm cái gì đó trong một cái nồi nước luộc, thì chúng ta sẽ cho một ít muối vô. Giờ mình sẽ cho luộc tới là cá viên các bạn. Đó, cái thứ mình thích nhất các bạn, đó chính là mấy con bạch tuộc. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ con bạch tuộc này vô trong cái nồi lẩu để mình luộc nó các bạn. Mình cần heo thì nên mình sẽ cho một ít rau vô. Đây là cải chân vịt các bạn. Bây giờ mình sẽ trụng sơ thịt bò các bạn. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình vớt cái đống thịt này ra. Đó, các bạn thấy không? Đấm chìm trong tớp binh luôn các bạn. Các bạn thấy cái tô này quen không? Cái tô này bữa trước có làm rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy ra 5 gói, lấy 5 gói ra. Đó. Ok, và đây là gói hảo hảo nằm trong chương trình khuyến mại đó các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là gói hảo hảo này khác cái gói hảo hảo mà của những ngày thường mà mình mua ở chỗ. Đây mình có một cái gói mà bình thường này không có chương trình khuyến mại. Đó, các bạn thấy không? Khác nhau. Thì khi mà có chương trình khuyến mãi rồi á, thì sẽ có một cái dòng chữ là ăn hảo hảo dạo maneuver đó. Đầu tiên chúng ta sẽ cho từng gói vô đây. Thì với cái chương trình khuyến mãi này của Hảo Hảo á, thì các bạn có thể trúng được một cặp vé đến thiên đường du lịch Maldives cùng với Hoài Linh và Tóc Tiên nữa các bạn. Một chiếc iPhone XS Max 64GB, một miếng vàng SJC 999 trị giá một chỉ vàng các bạn, và tài khoản điện thoại trị giá 500.000. Và nếu mà các bạn quan tâm đến chương trình khuyến mãi này của Hảo Hảo thì Gấu sẽ để đường link ở bên dưới về thể lệ và cách trúng được. Các bạn hãy bấm vô và cùng xem cái chương trình khuyến mại của Hảo Hảo năm nay nó hấp dẫn như thế nào nha. Có một bạn trong phòng mình đã trúng được một miếng vàng SJC rồi các bạn. Mình phải đi Maldives được, mình phải đi Maldives được. Đó, mình sẽ cho một ít giá lên đây. Mình rửa tay rồi nha các bạn, nên là các bạn đừng có hỏi mình là sao anh lại dùng tay để làm đồ ăn. Các bạn hãy vào những cái bếp Âu đi, là các bạn sẽ thấy mấy đầu bếp Âu chỉ toàn dùng tay mà thôi. Trời ơi, đó. Không ai nhìn tô mì này mà chịu nổi hết. Rồi, rồi không, chúng ta sẽ cho một vài con bạch tuộc vô giữa như thế này.
chúng ta sẽ cho một ít topping vào gồm có cá viên và tôm. Sau đó chúng ta rắc thêm một tí hành. Và bây giờ mình sẽ đổ nước sôi vô. Ta-da! Và đây là tô mì của gấu. Đúng chuẩn gấu to. Thơm ngon như gấu to. Ủa lộn, thơm ngon như hảo hảo. À, nhìn là đã muốn ăn liền rồi các bạn ạ. Giờ chúng ta sẽ ăn thôi. Ok các bạn, và đây là tô mì của mình các bạn. Các bạn thấy sao? Có thể nói là với mình thì mình, với cảm giác của mình thì cái tô mì này nó ngon hơn cái tô mì đợt trước, bởi vì nó có bạch tuộc, và bạch tuộc là cái thứ mà mình rất là thích. Đợt trước thì mình không mua được bạch tuộc, mình mua được mực thôi. Đó, vì chúng ta sẽ trộn lên. Ôi sợi mì vàng ống, dai ơi là dai luôn. Hảo Hảo là một cái thương hiệu mì đã gắn liền với người Việt Nam, từ những người ở thành phố đến những người nông thôn, từ những người đang đi học, đang đi làm những công việc khác nhau, và cũng như những người làm ở những cái chức vụ cao ơi là cao, tất cả mọi người đều biết và đều đang và đã ăn Hảo Hảo. Hảo Hảo là một cái thương hiệu mì mà nó như là phổ biến ở Việt Nam và rất được nhiều người ưa chuộng, và trong đó có cả gấu. Clip ngày hôm nay cũng chỉ là một clip vui mà mình muốn hướng dẫn chi tiết lại với các bạn cái cách mà để làm thành một cái tô mì gọi là bự chập bá và nhiều topping ơi là nhiều topping luôn. Và Hảo Hảo đang có một chương trình khuyến mãi, thì nãy giờ mình cũng nói thì đó, tên của chương trình khuyến mãi này đó chính là ăn Hảo Hảo vào đảo Maldives. Và clip thì này cũng đã hết rồi, và rất cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Và nếu các bạn thấy clip hay, hãy like, share và subscribe cho Gấu To, và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn bằng uống lại với nhau. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Mình sẽ để đường link tham khảo về chương trình khuyến mãi này ở phần description cũng như phần comment của mình. Hẹn gặp lại các bạn, nhớ bấm vô nha, ai biết được các bạn sẽ trúng rồi sao.